rất nhiều những chỗ phát triển như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng gặp với chị Phương, người làm người ở đây. Em chào chị Phương. À, chào em. Em đến từ chương trình Việt Nam Làm Việc. Bí kíp của chị Phương làm sao mà cho ra được những chậu tắc kiển mà nó chịu quả, quả nào quả nấy là một cú nuôi như vậy ạ? Để làm được cái chậu tắc này á, là qua Tết á, là mình đi vô những cái phàn nàn về cuộc sống làm cái gì cả. Cuộc sống hiện tại của mình đang khó khăn, tức là quá khứ không nỗ lực. Cái lúc mà bạn đi ăn đi chơi, người ta đang chăm chỉ làm việc, người ta đang chăm chỉ rèn luyện, người ta đang chăm chỉ học tập. Bây giờ người ta có thành quả, bạn thì vẫn lông bông, than làm cái gì. Bạn càng than vãn thì càng chứng tỏ bạn là người kém cỏi. Kẻ mạnh thì không bao giờ phàn nàn về cuộc sống cả. Nhớ đấy nhá, uống trà đi. Dưới con phố lấp lánh muôn vì sao, Hà Nội có em để đi xa anh lại nhớ. Tôi chung sao chưa